Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11, thị trấn Liên Hương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân sinh sống trên địa bàn. Theo kế hoạch, các tổ tiêm vaccine lưu động sẽ đến tại trụ sở 14 khu phố, phối hợp cùng trưởng phó ban cán sự, ban công tác mặt trận, tổ COVID cộng đồng và cán bộ được phân công phụ trách địa bàn bố trí, sắp xếp bàn ghế hướng dẫn người dân quy trình vào phòng tiêm vaccine, đối chiếu danh sách nhập dữ liệu, giao cấp giấy chứng nhận sau tiêm, với mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ người dân được tiêm đầy đủ các liều cơ bản và liều nhắc lại. Dịch COVID-19 mặc dù đã được kiểm soát, tuy nhiên không ai có thể lường trước được mức độ nguy hiểm của virus này. Vì vậy, người dân không nên chủ quan bỏ tiêm, mà hãy tham gia tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ để giúp cho cơ thể được bảo vệ bởi kháng thể, giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, nhất là giảm triệu chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong.